chịu quá mạnh mẽ dành cho bên phía của xe để có thể vịn vào cái đội hình ở giai đoạn về sau khi mà Sevilla kết hợp cùng với Azia đảm bảo cái lượng sát thương từ đầu ra nữa. Nhưng đây quyết định đến từ bên phía của xe, họ muốn có đột biến, họ sẽ có đột biến đến từ Ragas của DNK. Ragas được đẩy lên đường trên dành cho Ember và Sejuni dành cho DNK. Để có được cho mình đó những tình huống bào máu ở khu vực đường trên, hai người chơi đi rừng đã có tình huống bên thấp máu lắm rồi. DNK là người thành công, DNK là người giữ được cho mình đó khu trên. Penguin đang chạy, còn cái tốc biến Penguin tốc biến trên cây vẫn đang dí theo, và đó là một tình huống của ngọn gió phương Bắc không đủ sát thương Hero ra cứu được, nhưng không có pha Q2. Penguin biết rằng mình gặp Hero tốc biến tới, bắn ta lấy được chiến công đầu, hai bùa dành cho Địa nhiều lắm. Và rõ ràng cái pha tận dụng vừa rồi đến từ Địa khi mà anh ta can thiệp ở khu vực đường trên nữa, DNK cây cũng đã đạt được trong đó cấp độ 5, sẵn sàng có được một tình huống cover. Ui, đánh gạt không nổ như thế này đã làm sao mà chạy nữa. DNK cây hút vui hút nhưng vẫn có sát thương nhiều đến từ Ember, và đó là Penguin còn 100 máu. Anh ta lại may mắn thoát quay ngược lại có được điểm hạ gục, nhưng cái giá phải trả là bản thân ta cũng phải nằm xuống, và Hero đang bị dí tới bởi DNK rất tự tin vì anh ta biết là không còn thằng cá sấu nữa, nhưng cũng không còn đủ sát thương. Trao đổi 1-1 ở khu vực cánh trên điểm, nhưng bây giờ sát chiêu hoàn hảo vừa kịp hồi lại thì đã có Ballet có mặt ở đây, và chúng ta đang hướng về một pha giao tranh sứ giả. Con Renaton là con tướng chuyên dùng để đánh những cái tình huống sứ giả như thế này với sức mạnh mà nó có được với thần cá sấu. Secret đang vào vị trí, nhưng FBC quyết định mở sớm. Họ đã có phân chia thiên hạ hay chưa? Câu trả lời là không có góc để phân chia, thì đã có người nằm xuống, đó là Ballet. Tình huống mở chủ động đến từ FBC khiến cho họ mất người trước khi giao tranh diễn ra. Và đó tình huống rình rập tốt đến từ Penguin để có mặt kịp thời, và đó cái pha nhịp đánh đến từ bên phía tình Secret là tốt hơn. Con sứ giả chỉ còn lại cho mình đó 3.000 máu, Hero đang chuẩn bị tan. Nhiều nổ, sứ giả vẫn còn đó. Penguin tiến vào, đó là một tình huống trừng phạt mà tôi chưa biết rằng ai ăn được sứ giả. Còn ở phía trong này Penguin hết máu và anh ta nằm xuống. Hero vẫn bật thần ca sấu nhưng độ quẩy của anh ta không được căng lắm và đang phải lui về. Phi tiêu găm trúng á thì bắt bay ngược vào đền của đối phương, và anh ta có được điểm hạ gục chung với lại đồng đội của mình, đó là SD với tình huống dứt điểm. Ballet cũng bị kẹt lại và ta lần thứ hai nằm xuống trong tình huống sứ giả. Anh ta tung ra phân chia thiên hạ từ khá là sớm để có thể tạo thành dàn chắn ở trước mặt của mình, do đó không còn phân chia thiên hạ để tạo đột biến. Còn pha này DNK cực kỳ tự tin, anh ta vẫn chưa có bộ đồ bằng, đang nhắm thẳng vào Su Hào, người đang chưa hồi lại bất khuất, và anh ta chịu hết sát thương đã phải nằm xuống. Nhưng khoảng trống dành cho SD đã bật điện đạt đỉnh điểm, và Artifact đi tới sau, và tới sau nhiều khi là lại được hưởng lợi, đó là hai điểm hạ gục dành cho Secret. Và họ đang dí tới, Celeste bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy, nhưng Artifact vẫn đang lao theo, xung điện thành công làm chậm. Artifact dứt điểm được đối phương, và đó là double kill cho Akali của Artifact. Rất nhiều dành cho Akali của Artifact. Edwin, Penguin hết máu, một mạng cho bên phía của FBC, nhưng sau đó cái giá phải trả là Ballet cũng sẽ phải đi luôn, chứ pha này còn đứng làm sao nổi. Xung điện sẽ bị vô hiệu hóa bởi Celeb, nhưng bên phía của FBC đang tặng mạng cho Secret quá nhiều. Sứ giả 2 thì bên phía của Secret đang kiểm soát hoàn toàn. Artifact một mình chống 3 ở cuộc cánh dưới để giữ trụ cho Secret, thậm chí là ta lao thẳng vào đối phương với sát chiêu hoàn hảo và dính 1 tỷ CC. Artifact làm cái gì vậy? Hay rồi, ok, đồng ý con sứ giả này giúp cho bên phía của team Secret có được trong đó trụ khung đình giữa. Nhưng và sau đó phân chia thiên hạ vào khoảng không, Địa bị hấp tung liên tục nhưng không có sát thương dứt điểm, Địa vẫn có thể đi bộ về được. Còn Su Hào thì đang hơi bị kẹt lại một chút xíu, thùng rượu nổ được hứng với DNK và tạc cảnh đánh đầu khá là đẹp, nhưng sát thương dứt điểm chưa có. Họ cần Địa nhưng không cần nữa, DNK cũng có thể tự dứt điểm pha đó. Su Hào có hạt thông nổ, nhưng Celeb liệu có buông thai không? Celeb quyết định không lao theo điểm hạ gục này mà chờ đợi liệu xem DNK có chặn được đường về của Su Hào hay không. DNK đang nghĩ về điều đó. DNK đã mất đột kích băng giá, nhưng Su Hào đã bị phát hiện ra. Anh ta đang vận tốc biến ma thuật, vẫn kịp qua tường và thiếu một phát đánh thường để có làm choáng. Đã có làm choáng, bất khuất được bật, nhưng đó vẫn là DNK thành công với pha dứt điểm. Tỷ số được cân bằng 8 đều cho FPTC. Nhớ về cái bản hợp đồng cũ đúng không? Địa gặp nguy hiểm, Penguin từ phía sau đi tới và không có thời gian để phản ứng, Địa nằm xuống. Anh ta bị dính một cú W nổ làm choáng nhiều quá, không có thời gian tỉnh. Ember đang chạy về, DNK cũng đã vào vị trí. Đây là tình huống dùng Baron để cầu Hero từ phía bên cánh. Anh ta đang tiếp cận nhưng chưa tìm được mục tiêu. Ember bây giờ mới về tới, còn ở cánh trên DNK bị tấn công nhưng ta khá là trâu. Địa đang đứng kế bên, Địa dùng phân chia thiên hạ và đường của SBC đang phải lui về. Sóng âm đã găm vào, Artifact cũng găm được phi tiêu. Anh ta đang di chuyển dí theo liên tục, thần ca sấu được bật, tất cả mọi CC dùng vào Hero. Artifact lao vào tấn công Địa, Địa bật cho mình Địa mặt trời, nhưng Artifact có đồng hồ. Còn ở tuyến này con ca sấu này quẩy quá ghê và Celeb đã nằm xuống. Đội hình của SBC tăng vỡ hoàn toàn khi mất cả Celeb lẫn Địa, và sau đó họ cũng không còn Ember. Baron là miễn phí. Thì đây có thể là một điều mà bên phía SBC phải chỉnh ở trong những pha giao tranh tiếp theo. Còn Ember đang đứng rình ở cánh và họ đang muốn cô lập Hero, bắt
cá sấu và tất cả mọi thứ dồn vào thân cá sấu được bật. Đột quẩy Quiro vẫn không đủ và anh ta nằm xuống. Bola bằng giữ chân Artifact Pippen này. Penguin đá nhưng góc đá này không đẹp lắm. Celeb vẫn thoát đi đường và Penguin có thể sẽ phải nằm xuống giữa rền của đối phương. Artifact cố gắng lao vào nhưng mà anh ta đang bị dính CC. Phân chia thiên hạ được sử dụng. Celeb đang chạy thì góc này đang thiếu sát thương. Bên phía của FPC thiếu sát thương bởi vì Celeb đã chạy rồi và rất nhiều khoảng trống cho SD nhưng ta vừa bị làm choáng với DNK bị đĩa xỉa và màn cắt điện dành cho DNK. Pha phóng phi tiêu của Artifact đã không thành công. Celeb có máu hồi lại, hạt không nổi giúp Badass chặn đường đến, đường lui của Su Hào và Su Hào cũng nằm luôn. Pha giao tranh 4 mạng cho bên phía của FPC và đây là thời điểm mà họ chạy ra Baron ngay lập tức. Dưới sau khi đã lấy được nhà lính ở đường giữa rồi thì lúc này bên phía của team Secret cần phải có một pha phòng ngự và một lần nữa họ tiếp tục có ý định chia nhỏ đội hình ra tấn công ở nhiều cảnh. Nhưng hãy nhìn cái cách mà đội hình bảo vệ của FPC đang được triển khai. DNK lúc nào cũng nhìn về hướng của Artifact nhưng Hero đang tiến lên quyết định tấn công từ bên phía Secret. Họ tràn vào từ mọi hướng nhưng đội hình của FPC vẫn đang ôm nhau được, đánh nhau trong một khoảng hẹp và đĩa xỉa rất tốt khiến cho đội hình của bên phía team Secret tan vỡ hoàn toàn. Double kill dành cho đĩa, mặc dù Celeb gặp nguy hiểm nhưng Hero cũng sẽ phải trả giá bởi vì đĩa xỉa được. Hero sẽ phải nằm xuống với mạng tiếp theo dành cho đĩa với cú triple kill và ván đấu này đã nằm trong tay của FPTC. Lần này thì đã chơi được cái lối chơi phòng ngự đến từ bên phía Corsair rồi, hai vị trí chủ lực của họ sẵn sàng để có thể câu vào nhau. Celeb thì có đồng hồ, có tốc biến, có cái tốc hành để có thể câu kéo và quyết định câu kéo của ta cũng tương đối tốt. Hero phải mất rất nhiều thời gian để có thể dứt điểm được Celeb ở trong pha thi đấu đó. Nhưng bốn thành viên còn lại đến từ bên phía Corsair bắt đầu tràn vào. Artifact không có khả năng để có thể dọn lính, anh ta đang nỗ lực để có thể xóa sổ những con lính, sử dụng đồng hồ để có thể câu kéo. Sau cái đồng hồ này thì Artifact nhiều khả năng sẽ bị tấn công. Không, bên phía Corsair lấy công trình, lấy trụ nhà chính nó quan trọng hơn. Su Hào cũng sẽ không có sát thương. Penguin thì không có quá nhiều sát thương rồi. Liệu rằng có phải cũng đánh nhảy không đây? Hất được ba người lên, Artifact vẫn đang múa tấn công vào MDNK. Những địa mục đã có được cho mình đó, cú double kill. Đây sẽ là cú nhảy đánh nhảy tốt nhất cho bên cũng đi luôn. Cái mục kill lần thứ 2 liên tục cho địa và 1-0 cho SBTC. Họ đã có được thắng lợi mà lựa chọn theo thiên hướng là khắc chế những sao thủ kém cơ động. Nhưng trong ván thi đấu này thì DNK không làm điều đó. Bên phía kia là một con Lucian, là một Ahri, là một Aatrox cực kỳ cơ động. Nhưng đó là quyết định đưa ra đến từ DNK trong việc lựa chọn một vị tướng đi rừng chống chịu, mở giao tranh và mang thiên hướng kiểm soát nhiều hơn. Để xem anh ta sẽ không đủ tốc độ tiếp cận. Penguin sẽ cố gắng che cho Artifact. Pha hùng gió đã hụt, Ember đang gây sát thương chung với đồng đội của mình và đó là điểm chiến công đầu cho DNK. Lại là lợi thế ban đầu của SBTC. Hai pha gank liên tục đến từ Penguin là hai pha gank thất bại. Nó đều nhắm tới một khu vực đường duy nhất, đó chính là đường giữa của địa 1. Sau khi thắng ván 1, ván 2 này họ thắng tất cả các đường. Cú móc rất là ảo của Ballet. Ảo. Nhìn giống như là xuyên lính với Su Hào đứng một vị trí rất an toàn sau kế bên những con lính đánh xa. Nhưng Ballet họ nếu như không đi bộ ngược về đường thì sẽ không bị găng. Nhưng họ tổ chức một pha tấn công và họ đã bị bắt bẫy. Secret tiến vào và họ cô lập được Ballet và Celeb. Celeb đã buộc phải tốc biến. Còn Ballet thì không có tốc biến để chạy đi đâu cả. Sẽ là mạng cố gắng được nhường dành cho SD. Phát bắn cuối cùng từ SD đã có. Còn cái đường giữa thì để tấn công và Artifact nhưng cũng không làm được gì nhiều cả. Sau khi Artifact trở lại khu đường giữa thì cơ sở để SE đánh tại khu đường giữa đã có. Và đó là một tình huống trồng CC rất là đẹp khiến cho SD bị hất tung lên liên tục. Nhưng còn đúng 100 máu, DNK đã dứt điểm đường. Sứ giả được thả khu đường giữa. FDC cần phải có người phòng ngự ở đây nhưng họ đang thiếu địa mà chỉ có Celeb cộng với lại hai hỗ trợ của mình mà thôi. Ballet quyết định tốc biến mở và bắt được Artifact. Artifact đang phải dùng tất cả mọi thứ để chạy nhưng chạy không thành công. Mạng hạ gục cho Secret. Nhưng đó là bàn huy của JBC. Xin lỗi bạn, SD vẫn có khoảng trống nhưng chưa bắn được. Địa đang nhìn vào SD chung với lại đồng đội của mình. Phân chia thiên hạ đẩy về. SD cố gắng chạy được. Chiến binh tận thế được bật để cho Hero bắt đầu quậy và có khá là nhiều khoảng trống cho SD bắn nhưng sát thương của ta không đủ. Bóc hoa đeo dính vào Hero. Anh ta bị năm người cùng đánh thì double kill dành cho Địa. Không mất một ai cả, FPTC vẫn có thể đẩy tiếp vào khu vực đường giữa. Su Hào đứng cao bị bắt, mất chiêu cuối, bị hất tung lên liên tục. Cá sấu lao vào giữ chân và Su Hào không làm được gì cả. Celeb vẫn đánh rất thoải mái ở phía bên ngoài này. Penguin là người tiếp theo nằm xuống. SD và Artifact hai người cùng lui về và không đe dọa được Celeb. Và đang có Celeb ở đó. Hero đang được tụ, đang được nhau rồi. Ôi lại bị bắt. Artifact Secret còn một vài cơ hội nữa thôi, một vài pha giao tranh mục tiêu nữa thôi là họ sẽ bị đối phương dẫn trước 10.000 tiền rồi. Con số này bây giờ đã là 6.000. Hero đang đi hơi bị sâu về phía lòng địch và anh ta buộc phải dùng một cú lướt qua tường. Ballet đang vào vị trí tốc biến móc nhưng nó không trúng cả vào tường nữa. Ballet đang phải đi ngược trở lại, anh ta bị dính một pha xiên xích và nằm xuống. Lợi thế dành cho Secret, họ đang tràn lên tiếp. Địa đã phải dùng các càng quét và lưu động để có thể lui về.
Lời họ đang tràn xuống cánh dưới và Hiro đang có khả năng bị bắt. Dinkei combo qua tường chặn đường về Balet mà giữ chân lại được, và Balet đã giữ chân lại được. Hiro sẽ đi, anh ta đang cố gắng lao về phía của Celeb nhưng quá nhiều CC và bốn người cùng đánh, Hiro chịu không nổi. Phần bốn người và phần một người của họ kết hợp với nhau quá tốt đi. Dinkei có đồng hồ và anh ta không nằm, anh ta bị hất tung lên vẫn combo về được, còn Penguin bị dính món eo lại, bán nguyệt thương không cứu được anh ta bởi vì Ember đã đáp xuống với thần K6 bơi thẳng vào đội hình của Team Secret. Lợi thế về người về tiền là quá nhiều rồi, là 10.000 tiền chênh lệch giữa SBTC và Team Secret. Không có câu trả lời nào cả từ Team Secret. Anh ta đang bấm B về nhà. Và không lẽ cầm nó luôn cái đồng hồ thì kỳ quá. Dịch chuyển, ôi có đồng hồ luôn rồi. Nhưng mà để dịch chuyển hơi mạo hiểm tí xíu nha. Anh ta vẫn có đồng đội bảo kê và bán nguyệt thương giúp cho Penguin tốc biến về được. Nhưng dính đại địa chân rất nhiều người. Địa đang cố gắng xỉa phía bên ngoài. Anh Trăng dẫn lối khá là chất lượng và giúp cho Celeb giết điểm được luôn Penguin. Với phân hoa luân, anh ta đang đi bộ lên gây sát thương liên tục. Và không ai bên phía của Secret có thể chạy được cả trong pha này, bởi vì họ cũng không còn nhà để về nữa rồi. Artifact tốc biến thoát đi với một chấm máu, giữ chân lại bằng băng trượng. Nhưng pha đẩy này bên phía của SBC không cần thêm một nhịp nào nữa. Họ sẽ đẩy thẳng vào chiếc vé vào vòng loại trực tiếp đang nằm trước mặt của họ và không có ai ngăn chặn cả. Nhà lính ở đường giữa cũng đã mất. Xin chia buồn với lại Cerberus, xin chia buồn với team Well hành trình của các bạn tại VCS 2022 mùa hè đã chấm dứt, bởi vì chiếc vé cuối cùng vào vòng loại trực tiếp đã gọi tên SBTC Esports. Và đó thậm chí là một trận thắng với tỷ số 2-0. Có thể ván đấu đầu tiên có nhiều khó khăn, nhưng ván thi đấu thứ hai là một ván thi đấu nó có phần clean hơn rất là nhiều, và họ đã tận dụng rất là tốt những cái sai lầm đến từ bên phía của Team Secret. Like và subscribe kênh Việt Nam Championship Series VOD and Highlight để đón xem những diễn biến hấp dẫn của giải đấu bộ môn thể thao điện tử Liên minh huyền thoại.